Vâng, xin chào anh em, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Vâng, anh em ơi, ở trong video ngày hôm nay thì lại tiếp tục là một con diều từ đầu năm đến giờ. Từ đầu năm mới đến giờ toàn hết những con diều đỏ rồi đến con diều vàng anh em ạ. Phải nói là mình đang cảm thấy là một cái năm mới của mình nó tràn đầy niềm vui và công việc của mình nó cũng khá là đỏ anh em ạ. Đấy, khá là nhuần đỏ. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ cho các bạn xem và các bạn cũng sẽ được chiêm ngưỡng và được test cùng với mình một chiếc diều cờ đỏ sao vàng anh em nhé. Một chiếc diều cờ đỏ sao vàng 3m anh em ạ. Của một người em trai cái gì Đặng Hà hay Đặng Hòa ấy. Và con này đích thân mẹ bạn ấy tặng cho bạn luôn. Mẹ bạn ấy đặt, gọi cho mình đặt một con diều cờ đỏ sao vàng vải zip top anh em nhé. Đấy, một con diều cờ đỏ sao vàng vải zip top. Dàn sáo này là dàn đàn của mình. Đây là dàn đàn anh em ạ. Đấy, đây là dàn đàn D45 2, 4, 6, 8, 9 quả. Dàn đàn này từ lâu lắm rồi. Đợt này mình không chơi, nó đang bán 1 triệu tròn anh em ạ. Đấy. Còn cái con diều cờ đỏ sao vàng này thì hỏi bạn ấy thích cái màu nào khác, mẫu nào khác không, thì bạn ấy bảo không anh em ạ. Đấy, chỉ cờ đỏ sao vàng thôi. Đấy, cờ đỏ sao vàng vải zip top. Khung nan các thứ mình làm rất là ok và chắc chắn luôn, bao gió cho bạn luôn. Và có bảo hành 1 năm, gãy trên trời nan nào đèn miễn phí nan đấy anh em ạ. Với những cái con diều như thế này ấy thì là khỏi phải nghĩ rồi anh em ạ. Cơ bản là diều này nó không phải là diều giá rẻ nữa. Đấy, con này thì nó không phải là diều giá rẻ nữa anh em ạ. Và ở ngay trong cái video ngày hôm nay thì khá là có gió đấy anh em ạ. Gió nó bé như đại loại cũng thấy mát mát. Thì mình sẽ đưa các bạn đi tép và thả cùng với lại bạn chủ con diều này nhá. Đấy, bạn chủ này ở Đắk Lắk hay sao ấy. Mình quên rồi, điện thoại máy mình vứt ở nhà. Buộc nèo các thứ sẵn ấy. Đáng là mình không buộc ấy đâu, mình chỉ buộc tiêu cho về bạn tự lắp sáo thôi. Thế nhưng mà bạn yêu cầu test các bạn ạ. Bạn ấy yêu cầu mình test con diều này, thế là lại phải buộc sáo, buộc dây sáo, tiêu đầy đủ các thứ luôn. Con này thì cứng không cứng, mềm không mềm. Khung rất là dẻo, ok luôn nhá. Đấy, khung dẻo ấy. Để cho nó nhẹ gió ấy. Đấy, gió nào cũng chơi được. Đấy, ok anh em. Bây giờ thì mình và Quách Tỉnh sẽ, khả năng là mình sẽ đi đâm cho Tỉnh nó chạy anh em ạ. Cho Tỉnh nó chạy, Tỉnh chạy nhá. Tỉnh cầm dây chạy nhá, để anh đi đâm nhá. Đấy. Đi đâm cho bạn xem, test diều ok ngon lành rồi xong bắt đầu là mới giao về cho bạn ấy các bạn ạ. Ok nhá mày. Sau khi setup xong chỗ chạy và chỗ đâm mình ngày hôm nay mình quyết định cho Tỉnh chạy anh em nhá, cho Quách Tỉnh chạy. Và mình đi đâm cái con diều đỏ này. Con đỏ sao vàng. Vâng. Vẫn là một cái gì đó. Quẹt vào đâu bẩn nhem rồi. Vẫn là một cái gì đấy. Nó rất là chất anh em ạ. Nổi trội rực rỡ luôn. Cõng trên mình quả đàn này ăn hơi nặng gió anh em. Quả đàn này mình chuyên để test diều tầm 3m quay đầu anh ạ. 3m 2m rưỡi. Anh em nào yêu cầu mình test thì mình test, không mình không test đâu. Chứ mình nghĩ khá là có gió anh em ạ. Gió này mong là lên được. Gió bắc anh em ạ. Gió bắc. Lúc nào nó cũng trong tình trạng nó có, nhưng mà lúc có lúc không ấy. Anh em chuẩn bị bật móc loa đeo tai nghe lại nhá. Tôi sẽ cho anh em chiêm ngưỡng nhá. Dây đấy để thả mà. Cứ chạy đi. Không phải cầm buông đâu. Không phải cầm buông, cầm được dây đấy thôi. Không. Ui, gió đang đẹp vãi à. Cầm căng ơi. Mắc loa cho tôi nghe lại nha anh em ơi. Kéo. Chạy đi. Hai ba chạy đi. Chạy luôn đi. Có cơn anh em ạ, lên rồi nhá. Một số ăn luôn, nèo giữa luôn. 3m anh em ạ, cờ đỏ sao vàng. Nèo hơi đần rồi. Chết rồi, thôi được rồi, để thả dây. Thả cho sướng anh em ạ. Đàn nghe, lâu lâu không nghe đàn nghe hay vãi anh em ạ. Vãi hò. Thả dây đi em, không phải kéo. Vừa thả vừa giật, thằng này nó không có kinh nghiệm thả diều mấy anh em ạ. Thôi đợi Tỉnh nha, thôi đợi Tỉnh nha, chỉ diễn viên thôi. Lên đấy. Thích không em? Cảm giác nào? Sướng đấy ạ. Đau.
Em lâu lắm rồi em tóm mới được cầm vào diều ấy. Ây giời, tình Quách Tình à. Nó xuống 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 thế, phải kéo đi em. Kéo đi em, chạy. Chạy luôn, dây gần đây ấy. Chạy mạnh không? Cao không? Hút không? Mày đưa anh trải nghiệm không? Anh em phải thả cho mà xem. Nhào này nó hơi đần, với lại gió nó hơi đảo tí anh em ạ. Giật phải biết kiểu cơ, què. Dây dù của cháu nào đây? Này. Anh em mới con chả trâu nó thả diều trên đầu anh em. Đồ rối rối rối. Hơi hơi mắc. Diều đang lắc lư lên anh em nhé. Ây da. Ây. Giờ này nó rối này đi. Đang tầm căng thẳng. Ây. À. Tôi mất răng ấy. Ok rồi. Ok rồi, thả rồi. Nào. Con này. Anh em xem tôi thả dây nhá. Nèo hơi hớt. À, nèo hơi đần nhầm. Nào, lên. Lên thẳng luôn anh em ạ. Ăn nèo giữa. Hết dây chưa không biết. Hay vẫn còn. Gió ở chỗ đấy nó đang hững hững anh em ạ. Tôi sẽ chạy nhá. Thẳng tắp luôn anh em ơi. Lao đi thả dây thôi. Lao đi. Con này nó đang hơi nhẹ đầu anh em ạ. Nó cũng hơi nhẹ đầu. Con này nó cõng đê 57 quả đẹp anh em ạ. Đúng đê 57 quả luôn. Mình làm từ trước giờ những cái combo mình chơi nhé. 3m đê 57 quả. Khả năng là gió nó tùy từng chỗ anh em ạ. À tùy từng lúc đây này. Đấy, lúc nó lên lúc nó không anh em nhé. Đây. Đây tôi cho các bạn xem ở góc này. Đây là góc này. Vườn đấy. Vườn thì không đủ gió à, nó lại phải lùi. Ôi, đến cái chỗ mát rồi. Đến chỗ mát rồi anh em ạ. Nào tuôn dây. Tuôn dây phải như này nó mới đã nha anh em. Cầm cầm cho anh cái guồng để chạy đó. Cầm guồng để đấy. Nhanh. Chạy không? Chạy đây. Bao gió luôn anh em ạ. Quay vãi. Con này đang được sử dụng nan xanh đen VIP anh em ạ. Sử dụng nan xanh đen VIP. Ủa lại dối rồi. Lại chỉ rồi. Đây em cầm. Mẹ cái đội thả chỉ này. Úi đặt chứ mà. Thả luôn nhá. Anh em cùng tôi thả luôn con này nhá. Nhưng mà không biết là bên trong nó như thế nào thôi. Tôi vừa mới bị rối dây tôi cắt hết rồi anh ạ. Mai đóng trả khách vậy, hôm nay thả đã. Cho nó đã đã anh em ạ. Ui, chỉ sợ đến cái đoạn đấy thôi. Chỉ sợ đến cái đoạn mà rồi nó đứt. Ừ. Không biết cái đoạn đấy là cái đoạn nào. Bên trong thì tôi chưa nối. Lên con này đang cõng ly 6 anh em ạ. Ly 6 thả con này đẹp tuyệt vời luôn. Giờ lắp ghép. Anh em cứ chơi cước đúc ly 6 thoải mái. Nào, lên. Lên nào, có phải chạy không?
Không cần đâu ạ. Không phải chạy đâu, đang vươn anh em ạ. Con này lên mạnh lắm. Vươn rồi. Lạc lạc cắn gió đấy, đang có gió ấy, muốn cắn nhưng mà đang lưỡng lự ấy, kiểu ngại anh em ạ. Ô, con này hơi tuyệt vời anh em ạ. Cờ đỏ sao vàng. Chưa bao giờ là lỗi thời anh em. Mỗi tội lấy quẹt vào than kìa, đèn nhẹ này. Để chỗ này nó hơi nhiều than. Đỗ luôn đi, tôi cho nó đỗ luôn tối rồi kéo anh em ạ. Bắn cho nó dài dài tí. Nói chung là một năm tôi được trải nghiệm nhiều con gì không? Đi đây. Rồi à đến rồi. Đến rồi. Cho lên đã, nào. Trên đấy có gió anh em ạ. Anh nối dây các anh. Tỉnh tỉnh giữ cho anh nối luôn. Em cứ giữ đây, có anh nối. Khổ lắm anh em ạ. Ok. Lại đây rồi. Nãy rồi à? Cú đây. Điên thật đấy. Tôi cay lắm rồi anh em ạ. Điên nếu chịu được mẹ. Rồi. Đây rồi. Xem mà còn dối nữa không. Bắn về cắt mẹ hết đoạn này đi. Anh em ơi, tôi sẽ dạy anh em cách nối dây nhanh nhất nhá. Đây này. Như này một vòng này. Rồi một vòng nữa, đây là gấp rút những lúc mà nối dây để thả luôn anh em ạ. Ok xong nhá anh em nhá. Rồi, thả thôi. Về đoạn này xong tôi bỏ mà. Nào lên đây thả rêu. Thả lên lấy cái đường chạy mà. Ê, bắt đầu gió đẹp này. Anh em thích xem tôi thả dây phải không? Hôm nay tôi tuôn dây cho anh em xem nhá, mát máy luôn. Quận này dài lắm. Bao phê. Cho nó lên. Lên. Nó mắc cái sưa rồi. Sưa. Sưa ơi là sưa. Chiếu sưa. Đây. Cái bác kia. À đây. Thôi bác anh em ạ. Nó biết có lên không? Trên lại đuối lại lắc này. Nó là nó không có được đều. Nó không được đều anh em ạ. Khả năng thôi tôi kết thúc video tại đây để tôi kéo con diều xuống tôi giả khách ở đây nó lắc lắc lư rồi. Đấy nó lắc đều hai bên này anh em ạ.
Gió không có, tầm này các bạn nhìn con diều này thì nó bé lắm rồi. Khả năng tôi kéo thôi anh em ạ. Thả cho nó cố hơn giờ kéo nó chết nhục quá. Anh em đợi tôi thu phục nó tí nhá, xem có thật tay không nhá. Quá nhàn luôn anh em ạ, cực kỳ là nhàn tại cơ bản. Nó mềm. Ok anh em nhé, cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý và theo dõi video của mình từ đầu đến giờ. Đấy, nếu mà anh em nào cảm thấy video mình hay thì nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ kênh nhá. Anh em có nhu cầu đặt diều từ hàng nét ấy, có nghĩa là đặt diều hàng nét từ 3m đến 10m mình vẫn cứ nhận nha anh em nhé. Ok anh em, bye bye.